Quyển 99 thứ 5 Nhiếp Trạch Trung Sự Điều Phục phần 1. Như vậy đã thuyết ma đát lý ca của sự kinh. Sao gọi là ma đát lý ca của sự tỷ nại gia? Do đó là từ bốn chủng kinh. Như trước đã nói thì kinh biệt giải thoát có chỗ rộng thuyết ma đát lý ca chuyển lại điều Như Lai tuyên thuyết, điều Như Lai hiển bày, điều Như Lai tán thán, gọi là ma đát lý ca của tỷ nại gia. Này ta sẽ thuyết ít phần tướng chung của ma đát lý ca tỷ nại gia. Ốt Đà Nam nói: lợi tụ nhiếp tùy hành, nghịch thuận khéo tịch tĩnh, biết khắp tín chẳng tín, lực thầy đi theo sau. Như Lai quán thấy 10 chủng lợi ích thù thắng, nên vì các đệ tử chế lập học xứ trong tỷ nại gia, đó là nhiếp thọ tăng già, khiến tăng tinh cần ân trọng, cho đến nói rộng tướng đây như phần nhiếp thích đã thuyết. Nếu năng nhiếp thọ bốn đại tánh thảy tránh tín xuất gia, nhập vào cộng chú cùng với chúng xuất gia, nên biết gọi là nhiếp thọ tăng già. Đã xuất gia hướng đến cuộc sống không gia đình rồi, vì người kia mà tuyên thuyết lý giáo pháp thẳm sâu, có nhân duyên, có xuất ly, có sở y, có dũng mãnh, có thần biến, nên biết gọi là khiến tăng tinh cần ân trọng. Các cú có nhân duyên sai biệt như trong Bồ Tát Địa đã biện rõ, như vậy gọi là sai biệt thứ nhất. Do năm chủng tướng gọi là khiến tăng an lạc. Một, khiến thuận theo đầy đủ chánh đạo không khuyết giảm. Hai, khiến loại trừ bộ đặc giả la dị pháp. Ba, khiến khéo trừ khiển chỗ phát sanh ác tác. Bốn, khiến khéo hàng phục các phiền não triền. Năm, khéo vĩnh viễn hại diệt phiền não tùy miên. Nên viết trong đầy lực an lạc thứ nhất tăng thượng, khiến người chưa tịnh tín sanh khởi tịnh tín, người đã tịnh tín càng thêm tăng trưởng. Lực an lạc thứ hai tăng thượng, nên điều phục thấu nhiếp bộ đặc giả la tà ác. Lực an lạc thứ ba tăng thượng, khiến người tàm quý trụ an lạc. Lực an lạc thứ tư tăng thượng, khiến khéo phòng hộ căng lậu ở hiện pháp. Lực an lạc thứ năm tăng thượng, năng khiến vĩnh viễn hại diệt các lậu đường lai. Như vậy tự mình đã thu được an lạc cho đến an trụ rồi, khiến người chưa nhập dễ nhập, lại muốn khiến nhiều người an trụ phạm hạnh lâu dài vững chắc, cho đến nói rộng đều nên rõ biết. Tóm lại, tránh hiển thị việc đầu tiên là nhiếp thọ, kế đến là nhiếp thọ chân chánh. Đã nhiếp thọ rồi lại khiến trụ an lạc và hiển thị ở vị lai, người chưa nhiếp thọ khiến phương tiện dễ nhập, như vậy gọi là sai biệt thứ hai. Lại nữa, được có năm chủng tụ tội nhiếp lấy tất cả tội. Những gì là năm? Một, tụ tội vượt hơn người, tội tha thắng. Hai, tụ tội chúng dư. Ba, tụ tội đọa tử. Bốn, tụ tội biết hối. Năm, tụ tội ác tác, nếu tập thô không xác định, nhiều chỗ thích hợp, tức thuộc trong số các tụ tội như thế. Lại có bốn chủng tụ tội hoàn tịnh. Những gì là bốn, trừ tụ tội vượt hơn người, các tụ tội còn lại đều có thể hoàn tịnh. Cho nên có bốn chủng tụ tội hoàn tịnh. Tụ tội ban đầu tuy có thể hoàn tịnh, nhưng chỉ nương hai bộ đặc giả la, chẳng phải tất cả tụ tội không có sự sai khác, chẳng phải đều có thể hoàn tịnh. Cho nên không một hướng lập tụ tội vượt hơn người ở trong tụ tội hoàn tịnh. Lại nếu được thuyết thì có 15 chủng lỗi phạm, nhiếp khắp tất cả việc phạm trong tụ tội, nên biết kiến lập các chỗ phạm. Những gì là 15? 1. Lỗi lầm do sự việc trầm trọng. 2. Lỗi lầm do triền mãnh lợi. 3. Lỗi lầm do tâm thiếu thốn không biết đủ. 4. Lỗi lầm bị người chê trách nghi ngờ. 5. Lỗi lầm khiến người không tịnh tín càng tăng bất tín, người có tịnh tín khiến thay đổi. 6. Lỗi lầm nhiều các tài bảo, nhiều các sự nghiệp. 7. Lỗi lầm nhiễm trước. 8. Lỗi lầm não người. 9. Lỗi lầm phát khởi tật bệnh. 10. Lỗi lầm chướng ngại đến các đường thiện, chướng ngại sa môn. 11. Lỗi lầm do đối với điều nên bỏ xa giữ gì thì không chân tránh bỏ xa giữ gìn, đối với điều không nên bỏ xa giữ gìn mà trở lại bỏ xa giữ gìn. 12. Lỗi lầm do đối với người không nên nương tựa mà lại nương tựa, đối với người nên nương tựa mà lại không nương tựa. 13. Lỗi lầm do đối với người phải cung kính mà không cung kính, đối với người không nên cung kính mà trở lại sanh cung kính. 14. Lỗi lầm do đối với điều phải che giấu mà không che giấu, đối với điều không nên che giấu mà lại che giấu. 15. Lỗi lầm do đối với điều phải nên huân tập thân cận mà không huân tập thân cận, đối với điều không nên huân tập thân cận mà trở lại huân tập thân cận. Nên biết trong đây, người mới bắt đầu sự nghiệp tu tập, đối với bốn tội vượt hơn người, tuy có lỗi lầm do sự việc trầm trọng mà không có lỗi lầm do triển mãnh lợi. Vì người kia ý vui thích xấu ác không mãnh lợi, mãnh lợi ác đây, tức là đối với hạnh sa môn không tâm đoái hoài nghĩ đến,
hoặc người bắt đầu sự nghiệp tu tập rõ biết pháp đầy năng chướng sa môn, được ý lạc mạnh mẽ cho dù nhân duyên mạng sống cũng không trái phạm, nên biết người kia không chỗ phạm, chế lập chỗ phạm không phải chỉ riêng xét sự việc trầm trọng mà cần yếu nương vào lực ý lạc tăng trưởng mạnh mẽ. Hoặc có người tuy phạm mà không muốn niệm khỏi tâm che giấu, người kia cũng có thể ra khỏi, đối với quả sa môn liền có thể kham năng. Ngoài ra tất cả người phạm vượt hơn người cũng có lỗi lầm do sự việc trầm trọng, cũng có lỗi lầm do các phiền não triền mãnh lợi, không tạm không quý, nên biết trong tụ tội vượt hơn người kia, do cả hai lỗi lầm đều nặng nên thành pháp không thể ra khỏi và thành pháp không bát niết bàn. Hoặc đối với y bát, Thế Tôn khai mở cho phép nên tác tịnh giữ gìn thọ dụng, nhưng người kia đều xả bỏ tất cả hoặc không tác tịnh mà vẫn lấy thọ dụng, hết thảy tội như vậy, bởi nương lỗi lầm do tâm thiếu thốn không biết vui đủ nên chế lập chỗ phạm. Hoặc không phải quyến thuộc của Bí Xô Ni mà thọ y và cho y, hoặc cùng Bí Xô Ni kia một mình ở chỗ vắng, hoặc lại phi thời đến giáo thọ mà không được sự đồng ý chấp thuận của các Bí Xô Tăng, hoặc vào lúc khác cùng các thiếu nữ đi chung đường, hết thể loại như vậy nên biết đây gọi là lỗi lầm, bị người chê trách nghi ngờ. Hoặc phi oai nghi mà vào tụ lạc khất thực thọ dụng, chẳng như pháp tắm giặt rửa tay, rửa đồ dùng, hoặc không được người mời thỉnh trước bữa ăn đi vào nhà người, hoặc không đúng lúc mà sau khi ăn dạo chơi xóm làng, hết thảy như vậy gọi là lỗi lầm khiến người không tịnh tín càng thêm bất tín, người có tịnh tín khiến thay đổi. Hoặc tích trữ vàng bạc, vô số phẩm loại báu vật, mua bán các loại cây rừng, chăn nuôi gia súc, tích trữ xa xỉ phẩm, ngoại cụ tình diệu, nên biết gọi là lỗi lầm nhiều các tài bảo, nhiều các sự nghiệp. Hoặc cố xuất tinh, hoặc lại dùng tay xúc chạm người nữ, hoặc nhân làm mai mối nên tâm bị biến chất nhiễm ô, hoặc vì làm đẹp nên đến thần thuộc truy cầu y phục thượng diệu, nên biết đây gọi là lỗi lầm nhiễm trước. Hoặc không căn cứ chỉ mượn việc khác để hủy báng Bí Xô, hoặc dùng lời nói tất cả mọi việc để ly gián người, nên biết đây gọi là lỗi lầm não người. Hoặc tự đem lông dê đi quá hơn 3 giò tuần, hoặc mang vác nặng, hoặc leo cây quá đầu người, nên biết đây gọi là lỗi lầm phát khởi tật bệnh. Hoặc vì phá hoại hòa hợp tăng nên phương tiện rất mạnh mẽ sắp đặt các việc, nên biết đây gọi là lỗi lầm chướng ngại đến các đường thiện. Hoặc không làm như điều đã nói nên biết đây gọi là lỗi lầm chướng ngại sa môn. Hoặc vứt bỏ ngoại cụ, y tăng giả lê ở nơi vắng vẻ, phơi trần dưới mặt trời mà đi, hoặc tà thọ dụng, nên biết đây gọi là lỗi lầm đối với điều nên bỏ xa, giữ gìn mà không bỏ xa, giữ gìn và ngược lại. Hoặc cùng với Bí Xô tà kiến khích lệ cùng chung sống làm nơi nương tựa, nên biết đây gọi là lỗi lầm đối với việc chẳng nên làm nơi nương tựa lại cùng làm chỗ nương và ngược lại. Hoặc đối với bậc thầy chỉ dạy đáng quý trọng mà lại xem thường, quán đối trách cứ, cáu giận, trừng mắt ác nhìn, không cung kính lắng nghe, lãnh thọ kinh biệt giải thoát, nên biết đây gọi là lỗi lầm đối với người phải cung kính mà không cung kính và ngược lại. Hoặc Bồ Đạt Già La chưa thọ cụ túc giới mà tuyên bố đã đắc chân pháp quá vượt hơn người, hoặc lại che giấu chỗ phạm tội thô ác của Bí Xô, nên biết đây gọi là lỗi lầm nên che giấu mà không che giấu, không nên che giấu mà lại che giấu. Hoặc có thọ dụng các sự y phục bất tịnh phi pháp, nên biết đây gọi là lỗi lầm không nên tập gần mà lại tập gần và ngược lại. Như vậy đã thuyết 15 lỗi lầm, nên biết ở trong mỗi một chỗ phạm tội kia hoặc có một chủng, hoặc có hai chủng, hoặc có nhiều chủng. Lại nữa, lược có năm pháp thấu nhiếp tỷ nại ra. Những gì là năm? Một, tánh tội; hai, giá tội; ba, chế; bốn, khai; năm, hành. Một, tánh tội. Vì tánh đầy bất thiện, năng làm tạp nhiễm tổn não đối với bản thân, năng làm tạp nhiễm tổn não đối với người. Đối với những việc như vậy mà không có sự ngăn chặn dừng dứt, chỉ hiện hành tức đi vào các đường ác. Nếu không có sự ngăn chặn dừng dứt, chỉ hiện hành tạo tác tức năng chướng ngại chánh hạnh sa môn, nếu có hiện hành sự việc như vậy thảy gọi là tánh tội. 2. Giá tội. Chư Phật Thế Tôn, hoặc vì quán thì trạng tướng mạo của kia không như pháp, hoặc vì muốn khiến chúng sanh tôn trọng chánh pháp, hoặc vì thấy việc làm hiện hành của kia thuận theo pháp tánh tội, hoặc vì tùy thuận hộ tâm người, hoặc vì quán xét sự hiện hành kia đang chướng ngại đi đến đường thiện, chướng ngại thọ mạng tánh sa môn, cho nên chân chánh ngăn dứt. Nếu có hiện hành sự việc như vậy thảy gọi là giá tội. 3. Chế. Có việc làm hoặc năng đi vào các đường ác, hoặc năng chướng ngại đi đến đường thiện, hoặc năng chướng ngại chỗ được lợi dưỡng như pháp, hoặc năng chướng ngại thọ mạng, hoặc năng chướng ngại hạnh sa môn,
hết thảy lại như vậy, Như Lai ngăn chặn khiến không hiện hành nên gọi là chế. Bốn khai, nên biết tướng đây trái với tướng chế đã thuyết ở trước. Năm hành, lược có ba hành, một có phạm, hai không phạm, ba hoàn tịnh. Ba chủng như vậy, lược nhiếp làm hai, một tà hạnh, hai chánh hạnh. Nên biết có phạm gọi là tà hạnh, nên biết không phạm hoàn tịnh gọi là chánh hạnh. Trong đây sao gọi là phạm các tội? Đó là đối với điều nên làm mà không làm, điều nên ra hạnh mà không ra hạnh, điều không nên làm mà lại làm, điều không nên ra hạnh mà lại ra hạnh, nên phạm các tội. Lại nói lược, do bốn nhân duyên nên phạm các tội. Một, do không hiểu biết. Hai, do phóng dật. Ba, do phiền não mạnh mẽ. Bốn, do khinh mạn. Một, do không hiểu biết nên phạm các tội. Như có người đối với chỗ phạm tội không lắng nghe suy xét kỹ, không khéo lãnh thọ hiểu biết, kia không hiểu rõ, không nhận thức, không có huệ hiểu biết, nên đối với chỗ phạm đây khởi tưởng không phạm mà phạm các tội. Như vậy gọi là do không hiểu biết nên phạm các tội. Hai, do phóng dật nên phạm các tội. Như có người đối với chỗ phạm tội tuy có huệ hiểu biết, cũng có nhận thức, cũng có hiểu rõ, mà thường quên mất chánh niệm, trụ không chánh biết. Do người kia không trụ chánh niệm như vậy, cũng không hiểu biết mà phạm các tội. Như vậy gọi là do phóng dật nên phạm các tội. Ba, do phiền não mạnh mẽ nên phạm các tội. Như có người đối với chỗ phạm đây tuy có hiểu rõ, cũng có huệ hiểu biết, cũng có nhận thức, mà bản tánh kia tham sân si rất mạnh mẽ. Do người kia tham sân si quá mạnh mẽ, tuy biết việc đó không được làm mà bị phiền não triền bức bách, không được tự tại nên phạm các tội. Như vậy gọi là do phiền não mạnh mẽ nên phạm các tội. Bốn, do khinh mạn nên phạm các tội. Như có người đối với chỗ phạm tội tuy có hiểu rõ, có huệ hiểu biết, có nhận thức, mà tín hiệu rất thấp kém, nhân hành thiện đời trước không mạnh mẽ. Do tín hiệu rất thấp kém nên đối với tánh sa môn, đối với bát niết bàn không lòng nhớ nghĩ, đối với Phật pháp tăng không cung kính, không kiêng sợ, cũng không biết tám quý, đối với sở học không lấy việc thực hành cho là vui. Do khinh mạn nên theo ý muốn mà rộng phạm các tội, như vậy gọi là do khinh mạn nên phạm các tội. Nên biết trong bốn nhân duyên trên, do không hiểu biết, do phóng dật mà phạm các tội là không nhiễm ô, do phiền não mạnh mẽ, do khinh mạn mà phạm các tội gọi là nhiễm ô. Lại do năm nhân duyên nên chỗ phạm thành ba phẩm nặng, trung và nhẹ sai khác. Những gì là năm? Một, do tự tánh. Hai, do hủy phạm. Ba, do ý lạc. Bốn, do sự. Năm, do tích tập. Một, do tự tánh. Tụ tội vượt hơn người là tội thuộc phẩm nặng. Tụ tội chúng dư là tội thuộc phẩm trung. Tụ tội còn lại là tội thuộc phẩm nhẹ. Lại có cách nói khác, tụ tội vượt hơn người và tụ tội chúng dư là tội thuộc phẩm nặng. Tụ tội đọa tử và biệt hối là tội thuộc phẩm trung. Tụ tội ác tác là tội thuộc phẩm nhẹ. Như vậy nên biết do tự tánh nên các chỗ phạm thành ba phẩm nặng, trung và nhẹ sai khác. Hai, do hủy phạm, do không hiểu biết và do phóng dật mà phạm các tội là tội thuộc phẩm nhẹ. Do phiền não mạnh mẽ mà phạm các tội là tội thuộc phẩm trung. Do khinh mạn mà phạm các tội là tội thuộc phẩm nặng. Như vậy nên biết do hủy phạm nên các chỗ phạm tội thành ba phẩm nhẹ, trung và nặng sai khác. Ba, do ý lạc, do tham sân si triền phẩm hạ mà phạm các tội là tội thuộc phẩm nhẹ. Do tham sân si triền phẩm trung mà phạm các tội là tội ở thuộc phẩm trung. Do tham sân si triền phẩm thượng mà phạm các tội là tội thuộc phẩm nặng. Như vậy nên biết do ý lạc nên các chỗ phạm tội thành ba phẩm nhẹ, trung và nặng sai khác. Bốn, do sự, tùy hiện hành tương tự như chỗ phạm ý lạc mà do sự việc chẳng phải cùng một dạng loại, nên chỗ phạm thành ba phẩm nhẹ, trung và nặng sai khác. Như do sân triền nên đối với các chúng sanh như thú bằng sanh, nghĩ đến việc sát hại sanh mạng phát sanh tội đọa tử. Tương tự như vậy, tức do sân triền hoặc đối với người hoặc đối với hình dáng người, chẳng phải cha chẳng phải mẹ, cố ý nghĩ đến việc sát hại phát sanh tội vượt hơn người, nhưng đây chưa phải tội vô gián. Tương tự như vậy, tức do sân triền nên đối với người như cha mẹ, cố nghĩ đến việc sát hại phát sanh tội vượt hơn người cũng là tội vô gián. Như vậy nên biết do sự khác nhau nên các chỗ phạm tội thành ba phẩm nhẹ, trung và nặng sai khác. Năm, do tích tập, như có người phạm một tội mà không thể như pháp nhanh chóng hối trừ, như vậy cho đến hoặc hai hoặc ba, cho đến hoặc năm. Đây nên biết do tích tập nên thành tội thuộc phẩm nhẹ. Từ đây về sau hoặc phạm cho đến 10 tội, hoặc phạm 20, hoặc phạm 30,
cho đến họ phạm các tội có thể đếm được mà không như pháp nhanh chóng hối trừ. Như vậy nên biết, do tích tập nên thành tội thuộc phẩm trùng. Nếu chỗ phạm tội đây số vô lượng không thể biết rõ, ta này đã hủy phạm bao nhiêu tội trọng như vậy, nên biết do tích tập nên thành tội thuộc phẩm nặng. Sao gọi là nên làm? Nếu đối với điều nên làm kia mà không làm và không ra hạnh, tức liền thành hủy phạm. Chỗ nên làm đây được có 5 chủng: 1. Đối với việc thôn xóm đáng nên làm. 2. Đối với việc đạo tràng đáng nên làm. 3. Đối với các việc phẩm thiện đáng nên làm. Đối với việc thôn xóm đáng nên làm, hoặc vì việc y phục của mình mà vào thôn xóm, hoặc vì việc Phật pháp tăng, hoặc vì việc đồng phạm hạnh, hoặc vì người chưa tín khiến sanh tín, người đã tín khiến cả thêm tăng trưởng nên vào thôn xóm. Các việc phẩm thiện đáng nên làm lại có 2 chủng: 1. Tư lương đáng nên làm, như 13 chủng tư lương trong Thanh Văn Địa đã thuyết. 2. Thanh tịnh đáng nên làm, như tu tác ý trong Thanh Văn Địa đã thuyết. Trái với tướng đây như chỗ thích hợp, tức là 5 việc không nên làm, năng chướng ngại 5 việc nên làm. Sao gọi là không phạm? Là 5 nhân duyên khiến không chỗ phạm. Những gì là 5? Do an trụ mật hụ căn môn, ăn uống biết lượng, đầu đêm cuối đêm thường không ngủ nghỉ, siêng tu tránh hạnh, thủ thắng, an trụ tránh biết, gọi là nhân duyên thứ nhất. Ở nơi hạnh sa môn, pha khởi tình cần nhớ nghĩ phẩm thượng. Đối với đại sư, các bậc trí giả đồng phạm hạnh, sanh khởi quý trọng cung kính phẩm thượng. Ở nơi tội hiện hành, phát khởi tàm quý mãnh lợi tăng thượng, gọi là nhân duyên thứ hai. Giữ gìn ít tài vật, ít sự ít nghiệp, không nhiều việc vội bạc, gọi là nhân duyên thứ ba. An trụ vui đủ, năng kéo rõ biết việc kia là phạm không phạm, không cùng với thế gian giao du phóng túng, chuyên tâm tu phẩm thiện, từng không khuyết hở gián đoạn, gọi là nhân duyên thứ tư. Người mới bắt đầu sự nghiệp tu tập, tâm ngu si cuồng loạn, bị yêu não bức bách, gọi là nhân duyên thứ năm. Nên biết do 5 nhân duyên đây, ngay từ lúc ban đầu không phạm các tội. Sao gọi là hoàn tịnh? Như có người tùy theo chỗ phạm tội mà sanh khởi 5 chủng ác tác, người kia liền nhiếp vào 5 chi hành không phóng dật, lấy đây làm chỗ nương. Do nương 5 chủng tướng như vậy, nên dứt trừ được 5 chủng ác tác đã sanh khởi kia. Sao gọi là 5 chủng sanh khởi ác tác? 1. Sanh khởi ác tác do nhân duyên ta hủy phạm tịnh giới, về sau nhất định tự mình trách lấy mình. 2. Sanh khởi ác tác do nhân duyên ta hủy phạm tịnh giới, nhất định sẽ bị chư thiên của trách. 3. Sanh khởi ác tác do nhân duyên ta hủy phạm tịnh giới, nhất định sẽ bị đại sư các bậc có trí đồng phạm hạnh cùng của trách. 4. Sanh khởi ác tác do nhân duyên ta hủy phạm tịnh giới, nhất định khắp các phương chỉ hiển hiện lưu bố, danh ác, xưng ác, tiếng ác, tụng ác. 5. Sanh khởi ác tác do nhân duyên ta hủy phạm tịnh giới, thân hoại rồi sau nhất định sẽ đọa trong các đường ác. Tướng của 5 trì nhấp lấy, hành không phóng dật, nên biết như Thanh Văn Địa đã thuyết, đó là tiền tế đồng hành, hậu tế đồng hành, trung tế đồng hành, sở tác lúc đầu và tùy hành.